Khổng tử thế gia một Khổng tử sinh ở ấp trâu thuộc làng xương bình nước lỗ tổ tiên trước kia là người nước tống tên là khổng phòng thúc phòng thúc sinh bá hạ bá hạ sinh thúc lương ngột lương ngột khi đã quá tuổi lấy nhan thị chú thích thúc lương ngột đã quá sáu mươi bốn tuổi mới lấy nhan thị đàn ông quá sáu mươi bốn tuổi lấy vợ Đàn bà quá 69 tuổi lấy chồng là quá tuổi. Đọc tiếp. Hai người cầu tự ở núi Ni Khâu sinh khổng tử. Khổng tử sinh ở nước lỗ năm thứ 22, đời lỗ tương công, năm 550 trước công nguyên. Khi sinh ra, trên đầu gồ giữa lõm cho nên đặt tên là Khâu, tức là cái gò. Tên tự là Trọng Ni, họ Khổng. Khổng Khâu sinh thì Thúc Lương Ngột chết, chôn ở núi Phòng Sơn, Núi Phòng Sơn ở phía đông nước lỗ Khổng tử do đó không biết mộ cha ở đâu Vì mẹ ông kiên không nói điều đó Khi còn nhỏ Khổng tử thích chơi trò Bày cắt khay để cúng và chơi trò tế lễ Đến khi mẹ chết Khổng tử chôn tạm mẹ ở con đường ngũ phụ Vì ông cẩn thận Chú thích Phải trung tạm để sau này biết mộ cha Sẽ hợp tán trung tạm thì dễ dời Đọc tiếp Mẹ của văn phụ, người đất trâu nói cho khổng tử biết nơi mộ của cha cho nên về sau khổng tử hợp tán cả cha và mẹ ở núi phòng sơn trong khi khổng tử còn để tang thì họ quý thết đãi những kẻ sĩ khổng tử cũng đã đến đấy dương hổ mắng khổng tử họ quý thết kẻ sĩ chứ không phải thết nhà ngươi đâu khổng tử bèn rút lui khi khổng tử mười bảy tuổi có quan đại phu làm mạnh ly tử ốm sắp chết dặn người con cả sẽ thay mình là ý tử khổng khâu là con cháu của bậc thánh nhân chỉ thành thang vua đầu tiên nhà ân tổ tiên bị giết ở tống người ông sáu đời là phất phụ hà lại được nối ngôi làm vua nhưng nhường ngôi cho lệ công đến thời chính khảo phụ giúp đái công vũ công và tuyên công ba lần được làm thượng khanh nhưng lại càng cung kính cho nên trên cái vạc của ông ta có khắc mấy chữ được bổ lần thứ nhất thì ta cúi xuống được bổ lần thứ hai thì ta khom lưng, được bổ lần thứ ba thì ta cúi thấp xuống mang theo mà chạy, nhưng cũng không ai dám kinh ta. Ta ăn cơm ở vạt này, nấu cháo ở vạt này để nuôi miệng ta. Ông ta là người cung kính như thế đấy. Ta nghe nói con cháu bậc thánh nhân, tuy không làm vua, nhưng về sau thế nào cũng có người sáng suốt. Này khổng khâu ít tuổi, thích lễ, có lẽ là con người sáng suốt như người xưa nói khi ta chết rồi thế nào cũng phải thờ ông ta làm thầy đến khi ly tử chết ý tử và người nước lỗ là nam cung kính thúc đến học lễ với khổng tử năm ấy quý vũ tử chết bình tử lên thay chú thích đoạn 1 thời niên thiếu của khổng tử đọc tiếp hai khổng tử nghèo hèn đến khi lớn lên làm lại cho họ quý việc tính toán đo lường đứng đắn nên được làm chức coi súc vật súc vật đông đúc sinh đẻ nhiều nên được làm tư không được ít lâu khổng tử rời khỏi nước lỗ bị ruồng bỏ ở nước tề bị đuổi ở nước tống và nước vệ bị nguy khốn ở giữa miền nước trần và nước thái cuối cùng lại trở về nước lỗ khổng tử người cao chính thước sáu tấc ai cũng cho là con người cao lớn và lấy làm lạ vì nước lỗ lại đối đãi với ông tử tế nên ông bỏ về lỗ Nằm cung kính thúc ở nước lỗ nói với vua lỗ xin nhà vua cho tôi cùng khổng tử đến đất chu vua nước lỗ cho ông ta một cỗ xe hai con ngựa một người đầy tớ cùng khổng tử đến đất chu hỏi về lễ khổng tử yết kiến lão tử ở đấy khi khổng tử cáo từ ra về lão tử tiễn khổng tử và nói tôi nghe nói người giàu sang lấy tiền bạc để tiễn nhau Người nhân đức dùng lời nói để tiễn nhau. Tôi không thể làm người giàu sang, nhưng trộm lấy tiếng là người nhân đức, xin có lời này tiễn ông. Kẻ thông minh và sâu sắc là gần cái chết, vì họ khen chê người ta một cách đúng đắn. Kẻ giỏi biện luận, đầu óc sâu rộng, làm nguy đến thân mình, vì họ nêu lên cái xấu của người khác. Kẻ làm con không có cách gì để giữ mình, kẻ làm tôi không có cách gì để giữ mình. Chú thích lão tử chống lại sự thông minh trung và hiếu là những nguyên lý của khổng tử có trí khôn thì dễ nguy nếu cứ theo trung và hiếu thì cứ hoàn toàn bị lệ thuộc vào cha vào vua khó lòng sống đọc tiếp khi khổng tử ở chu về nước lỗ học trò càng nhiều lúc bấy giờ tấn bình công hoang dâm sáu khanh chuyên quyền phía đông đánh các nước chư hầu quân của sở linh vương mạnh lấn át trung quốc nước tề lớn lại ở gần nước lỗ nước lỗ thì nhỏ và yếu nếu theo sở thì nước tấn nổi giận theo nước tấn thì nước sở đến đánh nếu không phòng bị nước tề thì quân tề xâm chiếm năm thứ hai mươi đời lỗ chiêu công khổng tử đã ba mươi tuổi vua tề cảnh công cùng án anh đến nước lỗ tề cảnh công hỏi khổng tử ngày xưa tần mục công nước nhỏ ở nơi hẻo lánh nhưng tại sao lại làm được nghiệp bá khổng tử đáp nước tần tuy nhỏ nhưng trí của nó lớn Tuy nó ở nơi hẻo lánh Nhưng chính trị của nó đúng đắn Nhà vua thân hành cử Bách Lý Hề Cho làm đại phu Dùng ông ta từ chỗ bị trói Nói chuyện với ông ta ba ngày Rồi trao chính sự cho ông ta Nếu làm như thế thì nghiệp vương cũng có thể làm được Chứ nghiệp bá vẫn còn nhỏ đấy Cảnh công bằng lòng Khi khổng tử 35 tuổi Thì quý bình tử và hậu chiêu bá Vì việc chọi gà mà có tội với lỗ chiêu công lỗ chiêu công đem binh đánh quý bình tử quý bình tử cùng họ mạnh và họ thúc tôn cả ba nhà hợp lực đánh lỗ chiêu công chú thích lúc bấy giờ nước lỗ có ba gia đình lớn uy quyền lớn ác nhà vua là họ mạnh họ thúc tôn họ quý cả ba gia đình này là con cháu hoàng công ở đây nói gia đình họ mạnh tức là nói người cầm đầu gia đình họ mạnh đọc tiếp Lỗ Chiêu Công thua chạy sang nước Tề và Tề cho Lỗ Chiêu Công ở ấp Can Hầu. Sau đó ít lâu, nước Lỗ có loạn, Khổng Tử đến nước Tề làm tôi ở nhà họ Cao Chiêu Tử để được ý kiến Tề Cảnh Công. Khổng Tử nói chuyện âm nhạc với quan Thái Sư, chức quan lo về nhạc, người dịch. Nước Tề, nghe nhạc thiều và học nhạc ấy, say mê ba tháng không biết đến mùi thịt, người Tề khen ngợi. Cảnh Công hỏi Khổng Tử làm chính trị phải như thế nào, Khổng Tử đáp vua phải theo đúng đạo làm vua tôi phải theo đúng đạo làm tôi cha phải theo đúng đạo làm cha con phải theo đúng đạo làm con tề cảnh công nói thật đúng lắm nếu như vua không theo đúng đạo làm vua cha không theo đúng đạo làm cha tôi không theo đúng đạo làm tôi con không theo đúng đạo làm con thì tuy có thóc đấy ta có thể ăn được không một hôm khác tề cảnh công lại hỏi khổng tử làm chính trị phải như thế nào khổng tử đáp muốn làm chính trị thì phải lo tiết kiệm trong việc tiêu dùng tề cảnh công bằng lòng lấy rượu ni khê phong cho khổng tử án anh tiến lên nói bọn nhà nho chỉ là kẻ ba hoa mà không thể noi gương theo họ được họ kiêu ngạo tự cho mình là phải nên không thể để cho họ làm tôi họ chú trọng việc chôn cất thương xót làm mất gia sản để chôn cất cho được đầy đủ không thể cho điều đó thành phong tục họ đi du thuyết hết nơi này đến nơi khác để kiếm ăn không thể cho họ trị nước được sau khi các bậc đại hiền ra đời nhà chu đã suy lễ nhạc thiếu sót này khổng tử bày ra nhiều điều hình thức bên ngoài ông ta làm cho cái lễ đi lên xuống thành phiền phức bày chuyện đi rảo bước và đi giơ tay cứ như thế thì học mấy cũng không biết được lễ nếu nhà vua dùng ông ta để thay đổi phong tục nước tề thì đó không phải là điều lo lắng trước tiên đến dân vậy sau đó tề cảnh công tiếp khổng tử một cách kính cẩn nhưng không hỏi ý kiến của khổng tử về lễ một hôm khác Cảnh công giữ khổng tử lại nói Tôi không thể tôn quý ông như vua lỗ tôn quý họ quý mà chỉ được như giữa họ quý và họ mạnh mà thôi. Chú thích Ý nói vua tề hậu đãi khổng tử nhưng không thể trao chính quyền cho ông như vua lỗ đã làm với quý thị. Đọc tiếp Các quan đại phu nước tề muốn giết khổng tử khổng tử nghe tin ấy tề cảnh công nói Ta đã già rồi không thể dùng nhà ngươi được. Khổng tử bèn ra đi Trở về nước lỗ Bây giờ khổng tử 42 tuổi Vua lỗ chiêu công chết ở ấp can hầu Lỗ định công lên ngôi Năm thứ năm đời lỗ định công Năm 506 trước công nguyên Mùa hạ quý bình tử chết Hoàng tử nối nghiệp Quý hoàng tử đạo diễn được một cái vại bằng đất Trong đó có con vật giống như con cừu Quý hoàng tử nói với trọng Nghi Tôi bắt được con chó Trọng ni nói theo như khâu này biết thì đó là con cừu. Khâu này nghe nói, quái vật do gỗ và đá sinh ra là con quỳ và con võng lưỡng. Quái vật do nước sinh ra là con rồng, con vọng tượng. Quái vật do đất sinh ra là con phần dương. Chú thích Quỳ trong quốc ngữ chỉ con vật chỉ có một chân sống trên núi. Con võng lưỡng thích bắt chước tiếng người. Vọng tượng là thứ thú vật ăn thịt người. Phần dương hình con cừu do đất tự sinh ra. Đọc tiếp. Khi nước ngô đánh nước Việt, phá hủy cối kê, có lấy được một cái xương, chở đầy một xe, vua ngô sai sứ giả hỏi Trọng Ni, tại sao xương lại lớn như vậy? Trọng Ni nói, vua Hạ Vũ triệu tập những người làm chủ núi sông ở núi cối kê, phòng phong đến sau, bị vua Vũ giết phơi thay, một cái xương của ông ta chở đầy một xe, xương này là của phòng phong cho nên lớn như vậy. Người khách nước ngô nói, Ai làm thần? Trọng Ni nói, thần của núi sông có thể làm giường mối cho thiên hạ. Chú thích. Vì có thể làm mây và làm mưa. Đọc tiếp. Lo việc thờ cúng thần núi, thần sông là những người thầy cúng. Những người tế thần đất và thần mùa màng là các công hầu. Họ đều lệ thuộc vào nhà vua. Người khách nói, phòng phong cai quản việc gì? Trọng Ni đáp. Ông ta là vua uông vọng giữ nước phong ngu, họ ly, trong đời ngu, đời hạ, đời thương gọi là uông vọng, trong thời chu gọi là trưởng dịch, ngày nay gọi là đại nhân. Người khách nói, con người ta dài hay cao bao nhiêu? Trọng Ni đáp, họ tiêu nghiêu cao ba thước, đó là hạng người thấp nhất, người lớn nhất cũng không gấp mười lần ba thước. Người khách bèn nói, đúng lắm, đây là một thánh nhân. Người tôi yêu của quý hoàng tử là Trọng Lương Hoài, có hiềm khích với Dương Hổ, Dương Hổ muốn đuổi Trọng Lương Hoài Nhưng công sơn phất nữ ngăn lại Mùa thu năm ấy Trọng Lương Hoài lại càng kiêu ngạo Dương Hổ bắt Hoài Quý hoàng tử nổi giận Dương Hổ liền bỏ tù hoàng tử Ăn thề với ông ta Rồi tha ông ta ra Dương Hổ do đó càng khinh họ quý Họ quý cũng lấn ác nhà vua Các bồi thần cầm quyền chính trị trong nước Chú thích Bồi thần là người bày tôi hai lần đọc tiếp. Do đó, nước lỗ từ đại phu trở xuống đều vượt quyền và rời khỏi con đường chính đạo. Cho nên khổng tử không làm quan mà rút về nhà sửa lại thi. Thư, lễ, nhạc. Học trò càng nhiều, có cả những người từ phương xa đến. Năm thứ 8 đời lỗ định công, năm 502 trước công nguyên, không sơn phất nữ giận họ quý, bèn theo dương hổ làm loạn, hai người muốn bỏ con trưởng của ba gia đình hoàng công để lập những người con thứ tư từ lâu quen thân với Dương Hổ. Công Sơn Phất Nũ bèn bắt Quý Hoàng Tử. Quý Hoàng Tử lừa trốn được. Năm thứ chín đời định công, Dương Hổ thua bỏ chạy sang tề. Lúc bấy giờ Khổng Tử đã năm mươi. Công Sơn Phất Nũ sau khi làm chủ thành phí thì nổi lên chống lại họ Quý. Y sai người mời Khổng Tử. Khổng Tử tuy từ lâu vẫn noi theo đạo, rất am hiểu việc chính trị, nhưng vẫn không có dịp thực hành cái học của mình vì không ai biết dùng mình, Khổng Tử nói, Văn Vương, Vũ Vương nhà Chu đều nổi lên từ đất phong, đất cảo mà làm vua thiên hạ, nay đất phí tuy nhỏ, biết đâu cũng sẽ như vậy. Khổng Tử muốn đi, tử lộ không bằng lòng giữ lại, Khổng Tử nói, người ta mời ta đến, có phải là vô cớ đâu, nếu họ dùng ta, ta sẽ làm cho đất họ thành nhà Đông Chu chăng? Nhưng rốt cuộc Khổng tử cũng không đi Chú thích Đoạn 2 Những điều khổng tử trải qua trước khi làm quan ở nước lỗ Đọc tiếp 3 Sau đó lỗ định công cho khổng tử làm quan cai trị thành trung đô được một năm Cả bốn phương đều noi theo xem là mẫu mực Từ chức quan cai trị thành trung đô Khổng tử được thăng làm tư không Rồi được làm đại tư khấu Chú thích Tư không coi việc xây dựng Tư khấu coi về pháp luật Đọc tiếp Mùa xuân năm thứ 10 đời lỗ định công Năm 500 trước công nguyên Lỗ giảng hòa với tề Mùa hạ quan đại phu nước tề là lê sự Nói với tề cảnh công Nước lỗ dùng khổng khâu thế nào Cũng nguy hại cho nước tề Tề cảnh công Bèn sai sứ giả mời vua lỗ lại Họp ở giáp cốc Lỗ định công sắp sửa lên xe đến họp thân mật Khổng tử bấy giờ quyền giữ chức tướng quốc nói Tôi nghe nói trong nước có làm việc văn thế nào cũng phải lo việc vũ. Có việc vũ thì thế nào cũng phải lo chuẩn bị việc văn. Chú thích. Khổng tử nói trong khi lo việc giao hiếu không thể sao nhãn việc chiến sự. Khổng tử nghĩ nước tề không thành thực. Quả nhiên tề cảnh công muốn nhân dịp hội họp để đâm chết lỗ định công. Đọc tiếp. Ngày xưa chư hầu ra khỏi biên giới thế nào cũng có các quan võ đi theo xin nhà vua mang theo các quan tả tư mã và hữu tư mã định công nói phải bèn mang theo tả tư mã và hữu tư mã hợp mặt với tề hoàng công ở giáp cốc ở đấy dựng lên một cái đàn có ba bậc tam cấp bằng đất và hai người gặp nhau theo nghi lễ sau khi chào và nhường bước cho nhau hai người lên đài rót rượu mời nhau theo đúng lễ gặp gỡ một viên quan nước tề rảo bước tiến lên nói xin tấu nhạc bốn phương cảnh công nói được và ngay sau đó những người cầm cờ lông thú và lông chim mang lông chim, sáo, giáo, kích, kiếm và khiên bước ra trong tiếng trống và tiếng hò hét và bước lên đài. Chú thích Cảnh công định nhân dịp ồn ào huyên náo giết lỗ định công. Đọc tiếp Khổng tử rảo bước tiến ra bước lên các bậc tam cấp nhưng không qua bậc trên cùng giờ ống tay áo lên nói Vua hai nước chúng ta hội hợp nhau thân mật chơi thứ nhạc di địch làm gì xin ra lệnh cho quan đương sự để họ đuổi những người kia đi vì những người múa không chịu đi các quan hầu nhìn án anh và cảnh công cảnh công cảm thấy xấu hổ giơ tay đuổi họ ra một lát sau có một vị quan nước tề rảo bước tiến ra nói xin tấu nhạc trong cung cảnh công nói được bọn con hát và bọn lùng nhún nhảy bước ra khổng tử rảo bước tiến ra trước cái bậc tam cấp nhưng không quá bậc trên cùng nói bọn thất phu chế nhạo chư hầu tội đáng giết xin ra lệnh cho các quan đương sự trị tội họ bèn bị chặt chân tay cảnh công run sợ biết mình không làm theo nghĩa trở về cảnh công lo sợ nói với các quan người lỗ dùng đạo của người quân tử để bênh vực cho vua của họ trái lại các người chỉ lấy cái đạo của bọn di địch để dạy quả nhân làm cho quả nhân có lỗi với vua lỗ bây giờ làm thế nào một viên quan tiến ra nói Người quân tử có lỗi thì dùng việc làm để xin lỗi Kẻ tiểu nhân có lỗi thì dùng lời nói suông để xin lỗi Nếu bệ hạ buồn về việc đó Thì nên dùng việc làm để xin lỗi Tề cảnh công bèn trả cho nước lỗ các thửa rụng vân Vấn dương, quỳ âm Trước kia đã lấy của lỗ để xin lỗi Mùa hạ năm thứ 13 đời lỗ định công Khổng tử nói với định công Bày tôi thì không được tàn trữ binh khí Quan đại phu thì không được có cái thành một trăm trĩ chú thích đây nói chu vi thành không được quá ba ngàn thước nếu thành rộng quá thì sẽ thành cơ sở để làm loạn đọc tiếp khổng tử sai trọng do tức tử lộ học trò khổng tử người dịch làm quan tể của họ quý toàn phá hủy ba thành lũy của cả ba họ vì vậy họ thúc tôn trước tiên phá thành hậu họ quý sắp sửa phá thành quý nhưng công sơn phất nữ và thúc tôn cầm đầu những người thành phí đánh úp nước lỗ định công cùng ba người cầm đầu ba họ vào cung quý thị lên đài của vũ tử người thành phí đánh họ nhưng không được tuy có người đã tiến đến gần đài khổng tử sai thân câu tướng và nhạc kỳ xông xuống đài đánh người đất phí thua người nước lỗ đuổi đánh họ thua to ở cô miệt công sơn phất nổ và họ thúc tôn chạy trốn sang tề cuối cùng thành phí bị phá khi sắp phá thành lũy đất thành công liễm sử phụ nói với mạnh tôn nếu thành bị phá thì quân tề thế nào cũng đến cửa phía bắc vả lại thành này che chở cho họ mạnh nếu không có nó tức là họ mạnh không còn tôi sẽ không phá tháng mười hai lỗ định công vây thành nhưng không lấy được năm thứ mười bốn đời định công khổng tử năm mươi sáu tuổi rời chức tư khấu quyền giữ chức tướng quốc thấy khổng tử có vẻ mừng rỡ một người học trò nói tôi nghe thầy nói người quân tử khi tai họa đến thì không sợ khi phúc đến thì không mừng khổng tử nói câu nói ấy cũng có đấy nhưng chẳng có câu vui vì ở địa vị cao quý mà khiêm tốn đối với mọi người hay sao khổng tử bèn giết quan đại phu nước lỗ làm rối loạn chính sự là thiếu chính mão sau khi tham dự chính quyền trong nước ba tháng những người bán cừu bán lợn không dám bán thách con trai con gái ở trên đường đi theo hai phía khác nhau trên đường không nhặt của rơi. Những người khách ở bốn phương đến thành ấp không cần phải nhờ đến các quan bởi vì người ta đều xem họ như người trong nhà. Người tề nghe vậy sợ hãi nói Khổng tử cầm đầu chính sự thì thế nào cũng làm bá chủ chư hầu nếu lỗ làm bá thì đất nước ta ở gần sẽ đầu tiên bị thông tính. Tại sao ta không đem đất nộp cho lỗ? Lê Sư nói Trước tiên xin hãy tìm cách cản trở, nếu không được thì nộp đất cũng chưa muộn. Vua Tề bèn sai chọn 80 người con gái đẹp ở trong nước Tề, đều cho mặc quần áo đẹp, tập múa điệu khang nhạc và 30 cổ ngựa, mỗi cổ bốn con rất đẹp để đưa cho vua nước Sở. Vua Tề sai bày bọn con gái và những con ngựa đẹp ở ngoài cửa cao phía nam kinh đô nước Lỗ. Quý hoàng tử ăn mặc thường dân đến xem hai ba lần, toan thu nhận và nói với vua Lỗ đi một vòng để đến xem. Vua Lỗ đến chơi xem đến trọn ngày, vua Lỗ bỏ việc chính sự, Tử Lộ nói: "Thầy nên đi thôi." Khổng Tử nói: "Vua Lỗ sắp làm lễ tế giao, nếu nhà vua đem thịt tế đến cho các quan đại phu thì ta còn có thể ở lại." Cuối cùng, Quý hoàng tử nhận nữ nhạc của Tề, ba ngày không nghe việc chính sự, khi làm lễ tế giao cũng không đưa thịt tế đến cho các quan đại phu, Khổng Tử bèn ra đi. Khổng tử ở đêm tại đất đồn Sư dĩ tiễn khổng tử nói Thầy không có tội gì Khổng tử nói Tôi hát có được không Bèn hát Miệng của đàn bà kia Có thể làm cho ta phải bỏ chạy Những người đàn bà kia đến thăm Có thể làm cho nước mất nhà tan Ta đi lang thang Phiêu bạc cho đến hết đời Khi sư dĩ trở về Quý hoàng tử hỏi Khổng tử có nói gì với ông không? Dĩ kể lại tất cả, hoàng tử thở dài than. Phụ tử bắt tội ta vì bọn đàn bà hẹn hạ kia. Chú thích, đoạn 3, những việc khổng tử làm khi làm quan ở lỗ. 4. Khổng tử bèn đến nước vệ ở trọ tại nhà nhan trọc trâu, anh vợ của tử lộ. Vệ Linh Công hỏi khổng tử, khi ông ở nước lỗ ông được hưởng lọc bao nhiêu? tôi được sáu vạn đấu lúa. Người vệ cũng cho khổng tử sáu vạn đấu. Khổng tử ở đấy được ít lâu, có người dèm khổng tử với vệ linh công. Vệ linh công sai công tôn dư giả luôn luôn đi theo khổng tử. Khổng tử sợ mắc tội. Khổng tử ở đấy mười tháng, đoạn rời khỏi đất vệ, định đi qua đất khuôn, để đến nước trần. Nhàn khắc làm người đánh xe cho khổng tử. Ông ta cầm roi chỉ thành phố này và nói, Ngày xưa con đã vào thành này ở chỗ thành bị phá đằng kia. Người nước khô nghe vậy tưởng khổng tử là dương hổ người nước lỗ vì dương hổ đã có lần xâm phạm đến họ. Người đất khuôn bèn giữ khổng tử lại vì khổng tử mặt mày giống dương hổ. Năm ngày sau, Nhan Uyên mới đến. Khổng tử nói Ta tưởng là anh chết rồi. Nhan Uyên nói Thầy còn sống còn đâu dám chết. Người đất khuôn càng giữ khổng tử cẩn mật hơn trước. Các đệ tử đều sợ. Khổng tử nói Sau khi văn vương chết đi cái văn không phải ở ta hay sao? Nếu trời muốn làm mất cái văn ấy đi thì ta là người sinh sau đã không được biết đến nó. Vì trời chưa muốn làm mất cái văn ấy thì người đất khuôn làm gì được ta? Chú thích Khổng tử tin rằng mình có nhiệm vụ thực hiện một sứ mạng thiên liêng nên không thể bị nguy khốn. Đọc tiếp Khổng tử sai một người đi theo làm tôi của Ninh Vũ Tử ở nước vệ sau đó khổng tử mới đi lọt. Khổng tử đi qua đất bồ sau hơn một tháng lại trở về nước vệ ở trọ tại nhà cừ bá ngọc trong số những người vợ của vệ linh công có nam tử nam tử sai người nói với khổng tử những người quân tử bốn phương nếu không xấu hổ về việc làm anh em với nhà vua thì thế nào cũng đến ý kiến tôi tôi muốn gặp mặt khổng tử khổng tử từ chối không được đành phải vào ý kiến phu nhân ở trong cái màn là khổng tử bước vào cửa ngoảnh mặt về hướng bắc cúi lại Phu nhân ở trong màn lại hai lại Các vòng ngọc và những viên ngọc Mang trên người kêu lanh tanh Khổng tử nói Trước kia ta định không đến thăm Nhưng khi đến thăm Thấy tiếp đãi theo đúng lễ Tử lộ không bằng lòng Chú thích Vì nam tử có tiếng dâm loạn Đọc tiếp Khổng tử thề nói Nếu ta làm sai thì trời bỏ ta Trời bỏ ta Khổng tử ở về hơn một tháng Vệ Linh Công cùng phu nhân ngồi trên xe Viên hoạn quan là ung cứ Cùng ngồi đi ra Sai khổng tử ngồi trên cái xe đằng sau Mấy người lượn qua chợ trước mặt đông người Khổng tử nói Ta chưa hề thấy có người nào yêu đức Yêu sắc đẹp Khổng tử cảm thấy xấu hổ về việc đó Và rời khỏi nước về Đi qua nước Tàu Năm ấy lỗ định công chết Khổng tử rời khỏi nước Tàu đến nước Tống Cùng đệ tử tập lễ Ở dưới một gốc cây lớn quan tư mã của nước tống tên là hoàng khôi muốn giết khổng tử chặt cây ấy đi khổng tử ra đi các đệ tử nói phải đi nhanh đi khổng tử nói trời sinh đức ở ta hoàng khôi làm gì được ta khổng tử đến nước trịnh thay trò lạc nhau khổng tử đứng một mình ở phía đông cửa thành có người nước trịnh bảo tử cống ở cửa phía đông có một người tráng giống nghiêu cổ tựa như cao dao vai ông ta giống tử sản chú thích Cao Giao là viên quan giỏi của Thuấn tử sản làm tướng quốc ở Trịnh rất có đạo đức đọc tiếp nhưng từ lưng trở xuống thì kém vua vũ ba tất có vẻ băn khoăn lo lắng như con chó ở nhà có tang tử cống nói thật với khổng tử khổng tử mừng rỡ cười mà bảo rằng hình dáng bên ngoài là việc vụn vặt nhưng nói giống như con chó của nhà có tang thì đúng làm sao đúng làm sao Khổng tử bèn đến nước Trần, ở trọ tại nhà viên quan giữ thành là trịnh tử hơn một năm. Vua Ngô là phù sai, đánh nước Trần lấy ba ấp rồi rút lui. Triệu ưỡng đánh triệu ca, quân sở vây đất Thái, vua Thái sang Ngô. Nước Ngô đánh bại vua Việt là câu tiễn ở cối kê. Có con cắt chết ở cung đình vua Trần, bị một mũi tên bằng gỗ đâm qua mình, đầu mũi tên bằng đá, dài một thước tám tấc Trần Mẫn Công sai sứ giả hỏi Trọng Ni Trọng Ni nói Con cắt từ nơi xa đến Đó là mũi tên của người túc thận Ngày xưa vua Vũ Vương đánh nhà thương Tiếng vang đến cả Cửu Di và Bách Mang Họ đều đem sản vật địa phương đến cống Để không quên nhiệm vụ của mình Người túc thận bèn cống tên hổ Có mũi tên bằng đá Dài mỗi cái một thước tám tấc. Tiền vương muốn nêu tỏ cái đức sáng của mình Nên chia những mũi tên này cho đại cơ Chú thích Đại cơ là con gái đầu của Vũ Vương. Đọc tiếp. Đại cơ lấy Hồ Công. Hồ Công được phong ở đất trần. Ngày xưa người ta đưa ngọc quý cho những người cùng họ của mình để tỏ lòng trọng người thân. Người ta chi cho những người khác họ những đồ cống từ các nơi xa lạ để cho họ đừng quên phục tùng. Vì vậy cho nên, nước trần nhận được tên của người túc thận. Nhà vua sai thử xem ở trong kho cũ, quả nhiên thấy có cái tên ấy. Khổng tử ở trần 3 năm Lúc bấy giờ các nước tần và sở tranh cường với nhau Và lần lượt đánh bại trần Nước ngô cũng đánh trần Trần luôn luôn bị đánh phá Khổng tử nói Ta về thôi Ta về thôi Bọn học trò của ta hăng hái nhưng nông nổi Là tiến thủ nhưng không quên bản tính của mình Khổng tử bèn rời khỏi đất trần Đi qua đất bồ Vừa lúc ấy họ công thúc cầm đầu người đất bồ nổi loạn Người đất bồ giữ khổng tử lại trong số học trò của khổng tử có công lương nhụ, đem năm cổ xe của mình đi theo khổng tử. Ông là người đứng tuổi, tài giỏi, có sức mạnh. Ông ta nói, Xưa kia con theo thầy gặp nạn ở đất khuôn, nay gặp nạn ở đây, đó là mệnh. Con lại cùng thầy gặp nạn, con quyết chiến đấu mà chết. Ông ta chiến đấu rất hăng, người đất bồ sợ hãi, bảo khổng tử, Nếu ông không đến nước vệ thì chúng tôi sẽ cho ông đi. Khổng tử cùng họ ăn thề, Họ cho khổng tử đi ra phía cửa đông Khổng tử liền đến đất vệ Tự cống hỏi Có thể phụ lời thề được sao Khổng tử nói Đó là vì ta bắt buộc phải thề cho nên quỷ thần không nghe Vệ linh công nghe khổng tử đến Mừng rỡ ra ngoài ô đón hỏi Có thể đánh đất bồ được không Được Vệ linh công nói Các quan đại phu của ta cho là không được Nay đất bồ là nơi nước vệ dùng để chống lại các nước tần và sở đem đức vậy mà đánh bồ có lẽ là không nên chăng? Khổng Tử nói: đàn ông trong thành có chí quyết chết vì nhà vua, đàn bà có chí bảo vệ tây hà. Những người chúng ta phải đánh chẳng qua chỉ bốn năm người. Chu Thích ý nói nhân dân đều theo nhà vua, tây hà là miếng đất trong ấy có thành bồ. Đọc tiếp, Vệ Linh Công nói: phải đấy, tuy vậy vẫn không đánh bồ. Vệ linh công già lười biến việc chính sự Không dùng khổng tử Khổng tử thở dài than Nếu có người dùng thì sau một tháng đã kha khá Sau ba năm thì tốt Khổng tử ra đi Phật bật là quan cai trị đất trung mâu Triệu giảng tử đánh họ phạm Họ trung hàng và đánh trung mâu Phật bật làm phản Sai người mời khổng tử Khổng tử muốn đến Tử lộ nói Do này nghe thầy nói Người làm việc không phải thì người quân tử không vào nước của họ này chính Phật bật làm quan cai trị đất Trung Mâu làm phản, tại sao thầy lại muốn đến? Khổng tử nói, ta có nói như vậy thật đấy, nhưng chẳng phải ta có nói rằng cái mà thật cứng thì mài cũng không mòn, cái mà thật trắng thì bỏ vào thuốc nhuộm cũng không đen. Ta không phải vỏ quả bầu, sao chỉ có thể treo lên mà không thể ăn? Khổng tử gõ khánh, có người mang sọt đi qua cửa nói, con người gõ khánh kia thật là có lòng suy nghĩ, người sao mà ương ngạnh, không ai biết mình cả thì nên bỏ mà đi thôi. Khổng tử học đánh đàn cầm với thầy dạy nhạc là tương tử, học 10 ngày không tiến, tương tử nói, ông có thể tiến nữa. Khổng tử đáp, khâu đã quen khúc nhạc rồi, nhưng chưa nắm được cái quan hệ về số. Được ít lâu, tương tử nói, ông đã nắm được quan hệ về số rồi đấy, có thể tiến hơn nữa. Khổng tử đáp, khâu chưa hiểu được ý nghĩa sâu sắc của nó. Được ít lâu, tương tử nói, ông đã nắm được ý nghĩa sâu sắc rồi đấy có thể tiến hơn nữa khổng tử nói khâu chưa biết người làm bản nhạc này là ai được ít lâu tương tử nói ông ấy có vẻ oai nghiêm suy nghĩ sâu có hoài bão lớn và cao xa khổng tử nói khâu này đã biết người ấy là ai rồi ông ta lặng lẽ mặt đen người cao mắt như con cừu nhìn xa như con người làm vua bốn vương nếu không phải là văn vương thì ai có thể như vậy được Tương tử rời khỏi chiếu, lại hai lại, nói các vị thầy dạy nhạc vẫn nói điều này là do văn vương làm ra. Vì không được dùng ở nước vệ, khổng tử định đi về phía Tây yết kiến triệu giảng tử. Nhưng khi đến sông Hoàng Hà thì nghe tin Đậu Minh Độc và Thuấn Hoa đã chết. Khổng tử đến bờ Hoàng Hà thang. Nước mênh mông đẹp thay, khâu không qua được con sông này là do mệnh vậy. Tử Cống rảo bước tiến đến nói Xin hỏi tại sao lại nói như vậy? Khổng tử nói, Đậu Minh Độc và Thuấn Hoa là những quan đại phu tài giỏi ở nước Tần. Khi triệu giảng tử chưa thỏa mãn được ý chí của mình, thì cần hai người này để nắm được quyền chính. Nhưng khi đã đạt được ý nguyện của mình, thì giết đi và lên cầm quyền chính. Khâu nghe nói khi người ta mổ thai giết đứa trẻ trong bụng, thì kỳ lân không đến bờ cõi. Khi người ta làm cho nước ao khô để bắt cá, thì con dao long không điều hòa âm dương. Chú thích Dao long có thể làm mây làm mưa cho nên điều hòa được âm dương. Đọc tiếp